nguyên đường hồi sáng này mà mẹ con tôi mới chịu nhiều điều cực nhục. Người ta đã hủy bỏ lời giao hôn buổi trước mà còn nặng lời đánh đập đuổi xua. Như những kẻ ăn mày vì tính người đánh mẹ con tôi mặt dạng mày dài. Quốc rất đau thương và mẹ tôi lâm trọng bệnh. Cũng vì biết rõ câu chuyện sáng nay nên tiểu thư không ngại điều hiềm thị mới sai chúng tôi đem trường lặng lội tìm đến phân trần công tử dưới phu nhân. Thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức một trích đoạn cải lương xưa từng một thời làm mê đắm biết bao khán giả mộ điệu. Ngày nay với rất nhiều hình thức giải trí khác nhau, thời hoàng kim của nghệ thuật cải lương cũng không còn, nhưng vẫn có những người trẻ luôn cố gắng lưu giữ vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật truyền thống này. Khách mời đặc biệt của Vui Sống Mỗi Ngày hôm nay là một doanh nhân trẻ thành đạt, năng động bằng một niềm đam mê đặc biệt dành cho cải lương. Anh đã cất công tìm tòi, sưu tầm những đĩa hát cải lương xưa. Đến nay anh đã sở hữu một kho tàng quý giá với hơn 6.000 đĩa than và vô số băng cassette của các vở tuồng cổ cải lương. Hiếu và rất cảm ơn anh đã đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Hiếu xin chào khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Vâng, anh Hiếu thân mến, trong cái đoạn clip ngắn để giới thiệu về doanh nhân Nguyễn Lê Hiếu thì chúng tôi có được biết rằng là anh đã sưu tầm được hơn 6.000 băng đĩa liên quan đến cải lương. Vậy thì tôi rất muốn biết cụ thể rằng là bao nhiêu là đĩa than rồi bao nhiêu là băng cassette được không ạ? Do Hiếu rất là thích cái tư liệu cũ cho nên các đĩa hát liên quan về đĩa than thì Hiếu để ý rất là kỹ, thậm chí là thống kê theo từng thời gian. Thì cái khoảng đĩa than thôi thì khoảng gần 6.000 đĩa hát, thì rất là nhiều tuồng và bài bản ngày xưa. Còn về đĩa nhựa hoặc là băng cassette thì đôi khi Hiếu không có đếm, tuy nhiên rất là nhiều. À, tức là riêng đĩa than là dạ, 6.000, dạ, còn dạ, ngoài ra nhiều lắm, dạ, đôi khi không nghe hết, cứ sưu tầm mà để dành thôi, buồn thì mình nghe. Tôi cũng rất muốn biết là cái cơ duyên nào đưa anh đến với niềm đam mê cải lương. Bởi vì là như anh đã chia sẻ là ở trong nhà thì cả bố mẹ anh lẫn là anh em trong nhà cũng không ai nghe cải lương hết, đúng không ạ? Dạ, thì thật ra thì gia đình Hiếu thì không có ai theo nghề hoặc là thậm chí là thích nghe cải lương một cách ghiền, thật là ghiền. Chỉ riêng Hiếu là hồi nhỏ thì Hiếu nhớ hồi nhỏ thì có nghe sơ qua thôi, mà lúc đó mình không có ý thức là cái gì, chỉ biết là cải lương rồi hát nghêu ngao chơi thôi, mình không phải là hẳn đam mê. Nhưng khi lớn lên đi làm thì có dịp tiếp xúc bạn bè, rồi có chia sẻ hoặc đến nhà bạn chơi thì thấy những cái tuồng cũ mà gia đình bạn còn giữ lại, thì lúc đó thì là băng cassette mình mượn về, mình ra ngoài tiệm để mà sang băng cassette lại về nghe. Thì lúc đó Hiếu tìm được cái tuồng đầu tiên là tuồng Tiếng Hạt Trong Trăng. Khi về nghe thì cái lúc đó mình mới thấy được là cái cải lương có một cái phần thôi thúc mình để ý tới. Thì lúc đó Hiếu mới thích và bắt đầu hát theo. Hát rồi bắt đầu thích hát cho giống cái giọng ca trong băng nữa. Thế là bắt đầu cái sự sưu tầm nó khơi dậy, cho nên Hiếu bắt đầu sưu tầm những cái tuồng về cô Thanh Nga, về ông Út Trợ Ôn. Rồi sau đó thì những cái băng dĩa mà sưu tầm được có để những cái tư liệu tên tuổi của những nghệ sĩ cũ, thì bắt đầu mình mới đọc tư liệu của những nghệ sĩ đó, bắt đầu mình sưu tầm thêm. Ngược gì nữa mới tới những cái thế hệ tiền phong như là cô Tư Sạn, cô Năm Phỉ, cô Bảy Nam, cô Phùng Há, ông Nam Châu, ông Từ Anh, rồi Tư Úc. Tức là càng nghe là những đi, cải lương xưa thì lại càng nghiền, đúng không ạ? Dạ đúng. Tức là nghe nhiều quá, bắt đầu mình thấy được cái âm hồi xưa người ta ghi âm á, mà nhất là buổi tối mình nghe đó, nó văng vẳng rất là lạ, và thế là mình ghiền và mình muốn nghe cho hết những cái gì mình sưu tầm. Vậy thì khi mà thấy con trai của mình tự dưng mê cải lương thì bố mẹ anh và những người trong gia đình có phản ứng thế nào không? Ban đầu khi Hiếu sưu tầm, Hiếu mang những cái dĩa than về mà còn dính đất hoặc là bị mối ăn đó. Ba Hiếu cứ bảo là mấy cái đồ là thời ông Nhạn xưa lắm, mang về làm gì này nọ. Thì thậm chí ba Hiếu cũng không nghe những cái này, đâu có biết đâu. Thì mình mới chia sẻ là đây là những cái cải lương tư liệu cũ mà nghe thì thấy thích. Bắt đầu dần dần thì mới đem về nhiều hơn. Thậm chí có những cái loạt đĩa mang về bị nứt hoặc là bị vên hoặc là bị gãy thì Hiếu cũng ráng kiếm cách phục hồi lại. Thế còn trong cái quá trình mà anh tìm những cái tư liệu như vậy á, thì nó có khó khăn gì không? Thời gian bắt đầu tìm thì khó lắm, tại vì mình không biết là sẽ tìm ai và tìm ở đâu. Nhưng mà đi đâu hoặc là gặp những người lớn tuổi mình đi hỏi thăm về những cái
cái tư liệu hoặc là những cái hình ảnh cũ, rồi dần dần mình mới có những người bạn kinh doanh về những cái đồ cổ, thì mới chia sẻ rằng là trong quá trình nếu mà đi thui mua đồ cổ đâu đó mà có thấy được những cái dĩa hát hoặc như vậy vậy thì cứ mua về. Tức là anh phải đặt hàng đúng không ạ? Đúng rồi. Đó thì anh dặn nó là cái này là đôi khi ta đi ta thấy ở miền Tây có nè, hoặc là gần khu tỉnh biên An Giang có thể có, thì mình mới nhờ mấy bạn chuyển về. Đó, tôi cũng rất là mất công và nó nặng. Thì hồi đó dĩa hát nặng lắm, mà em tưởng tượng những cái thùng mà bạn đóng về là mấy trăm dĩa, 500 hoặc 200, 300 tùy theo đợt. Đó, mua về mình lựa ra. Tôi nghĩ rằng với một người mà đam mê cải lương rồi lại siêu tầm những cái tư liệu về cải lương thì chắc hẳn kiến thức về cải lương là vô cùng là uyên thâm, đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một cái trách nhiệm nho nhỏ thôi. Tức là chương trình sẽ phát 3 đoạn clip, một đoạn clip thì có hình mà không có tiếng, và 2 đoạn clip thì chỉ có tiếng mà không có hình. Và anh sẽ nói xem đây là trích đoạn nào và nghệ sĩ nào hát, được không ạ? Chúng ta ngay bây giờ sẽ bắt đầu với clip đầu tiên. Vâng, anh nhận ra đây là trích đoạn của vở nào chưa ạ? Đây là cái tuồng mà Hiếu cũng rất là thích. Một trong những cái tuồng mà Hiếu sưu tầm đầu tiên. Đây là tuồng Bến Cầu Dệt Lụa, một cái tuồng rất là thành công của cô Thanh Nga và chú Thanh Sang và đoàn Thanh Minh sau năm 1975. Vâng, thưa quý vị, tôi xin đưa thêm thông tin về nghệ sĩ Thanh Nga. Cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga là một tên tuổi sáng chói trong sân khấu cải lương, là nghệ sĩ cải lương được coi là nổi tiếng nhất, tài sắc vẹn toàn nhất và được mệnh danh là nữ hoàng sân khấu. Bên cầu dân qua, vì nắng nghĩa không thuần bước dòng lễ giáo thị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với clip thứ hai. Đây là clip mà chỉ có tiếng thôi mà không có hình. Anh ngỡ là chỉ hay phụ bạc, đơn chẳng tiếng lời nguyện của trẻ kinh. Nếu như mà chỉ nghe cái đoạn nhạc dạo đầu thôi là anh có nhận ra vở nào chưa? Anh ngờ ngợ trước, tại vì cái thời gian mà người ta đàn cải lương mà theo cái dây đàn và cái âm thanh thế này nè, thì nó khoảng thập niên 70 đến 72. Thì lúc đó có nhiều tuồng đàn giống như vậy lắm, ví dụ như là Máu Nhuộm Sân Chùa, Hoa Mộc Lan, hoặc Đêm Ảnh Chùa Quang, hoặc Nửa Đời Hương Phấn. Đại khái là những cái tuồng cải lương tâm lý xã hội á. Người ta đàn cái cách đàn này cũng rất là nhiều. Vâng, vậy thì cuối cùng đây là vở nào với giọng hát của nghệ sĩ nào? Thì lúc mà hát lên thì đây là giọng hát của chú Thành Được. Đây là cái lớp chót ở trong cái tuồng Nửa Đời Hương Phấn của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng. Vâng, đây chính là trích đoạn của vở Nửa Đời Hương Phấn với giọng hát của nghệ sĩ Thành Được. Thưa quý vị, nghệ sĩ Thành Được là một trong vài nghệ sĩ cải lương thành công nhất ở Sài Gòn trước năm 1975. Ông được phong là vua không ngai ở Sài Gòn. Nào là biển cá mò trái rừng sâu lấy cùi, bao nhiêu năm đã thay đổi quan niệm của tôi rồi. Tiếp theo xin mời anh đến với một clip có tiếng mà không có hình. Nên tôi nghe như có một thứ tình cảm mang mang vừa nhen nhúm ở trong lòng, dường như là tình yêu giữa hai con người không thù không oán. Đây là một cái đoạn trong cái tuồng Người Tình Trên Chiến Trận do cô Mỹ Châu hát. Lúc này là cô Mỹ Châu đang đóng có vai là A Khắc Thiên Kiều. Dạ, chính xác. Vâng, thưa các bạn, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu từng được mệnh danh là ngôi sao vàng của thế hệ vàng của cải lương Việt Nam. Cô nổi tiếng có một giọng nữ trầm đặc biệt và một sở trường đặc biệt là ca dây kép. Nhờ vậy mà tên cô đã được dùng đặt tên cho một dây đàn cổ được gọi là dây Mỹ Châu. Dường như là tình yêu giữa hai con người không thổ không quá. Vậy là với ba trích đoạn mà anh nói được chính xác hoàn toàn tên của trích đoạn cũng như là giọng hát của nghệ sĩ biểu diễn. Phải nói rằng là Hải rất ngạc nhiên về kiến thức của anh đối với môn cải lương. Nhưng mà cũng có thể rằng là ngày hôm nay chúng tôi chọn ba cái trích đoạn rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Vậy trong cái quá trình mà anh sưu tập những cái băng đĩa cải lương này á, thì
có cái điều gì đặc biệt hay không? Trong quá trình mà Hiếu sưu tập thì tất nhiên là có rất là nhiều cái niềm vui. Thí dụ như là hồi đó Hiếu có sưu tầm cái bài là Lắng Tiếng Chuông Ngân cho cô Thanh Nga hát. Thì cái bài này là bác Diễn Châu sáng tác năm 1959 qua cái sự kiện là bác Nam Nghĩa vừa mất. Thì để mà nhớ tới một người nghệ sĩ tài hoa vừa mất á, thì bác Viễn Châu viết cho cô Thanh Nga hát. Thì không ngờ lúc đó cô Thanh Nga hát cái bài Lắng Tiếng Chuông Ngân thành công quá. Cho nên là sau này Hiếu có dịp gặp cô Kim Ngọc. Thì cô Kim Ngọc có chia sẻ rằng là trước đây đó là do cô mê cái bài Lắng Tiếng Chuông Ngân của cô Thanh Nga hát. Mà lúc đó là phát ở trên đài Pháp Á. Thì chính vì thế cô Ngọc mới đi theo cải lương. À, và hôm nay đến phim trường thì Hiếu cũng gửi đến khán giả để tận mắt nhìn thấy cái đĩa hát mà Hiếu vừa nói, đó là bài Lắng Tiếng Chuông Ngân của soạn giả Diễn Châu sáng tác năm 1959 do cô Thanh Nga hát. Thì cái bài này bây giờ hầu như là cũng không còn ở trên truyền thông đâu, chỉ còn lưu lại những dạng đĩa như thế này thôi. Hiếu thì Hiếu chưa có chuyển âm sang MP3 cho cái bài hát này. Đó là một cái kỷ niệm rất là vui. Và bài hát này cũng rất là hay. Tôi biết rằng là anh chỉ mê cải lương xưa, đúng không ạ? Thì rõ ràng là mình sẽ phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Bởi vì những cái tư liệu nó đã mai một đi rất là nhiều rồi. Nó không còn sẵn để cho mình tìm nữa. Khi chúng ta tìm được những cái bản, đôi khi còn một bản trên duy nhất thôi. Thì lỡ như cái đĩa đó nó không được nguyên vẹn, trầy xước, bị gãy hay bể thì mình rất là tiếc. Nhưng mà cũng ráng gìn giữ lại để có cái kỷ niệm mà mình sưu tầm. Ví dụ như trước đây mà chúng ta nghe cô Úc Bạch Lan hát Lan và Điệp thì cái bản đó hầu như là phổ biến quá rồi, đến bây giờ cũng như thế. Tuy nhiên có một cái bài Lan và Điệp nữa mà bây giờ hay bị thất truyền mà ít người nhắc lại. Đó là cái bài mà Lan sơ sát sầu ai lan rủ cánh, bướm lỡ làng duyên phận bướm cô đơn. Đó là bài Lan và Điệp của bác Viễn Châu viết cho cô Ngọc Giàu. Lúc đây còn người ta còn gọi là cô chứ không gọi là nghệ sĩ. Tức là nghệ sĩ nào hát thì gọi là cô hoặc là bạn hết. Thì Hiếu thấy khi mà sưu tầm vậy đó, mình thấy có một sự gần gũi giữa người hát cũng như là thính giả nghe hồi đó. Có một cái gì đó rất là gần gũi. Khi mà người ta nói tới một cái thú chơi nào đó thì nó cũng liên quan tới cái chuyện kinh tế, đúng không ạ? Sưu tập cái gì cũng sẽ mất một số tiền kha khá. Vậy có thể hỏi anh một câu rất tế nhị là anh có thể nhớ rằng cái đĩa cải lương đắt tiền nhất mà anh đã từng mua là bao nhiêu tiền không ạ? Cái này thì chắc là không nhớ nổi. Thì Hiếu có một cái nguyên tắc thế này là hồi đó đi làm thì khi vào nghề thì cũng đi chạy bàn hoặc là làm những cái công việc phục vụ, rồi sau này mình mới được thuyên chuyển đi lên từ từ. Thì trong quá trình làm việc như vậy đó, khi chưa mà Hiếu nhận được những cái khoản tiền mà chia sẻ lại từ khách, thì thay vì mình không uống rượu, không hút thuốc, không có gì hết, thì coi như cái khoản đó mình bỏ vô đây mình sưu tầm. Có những cái dĩa ví dụ như mới như thế này, hoặc là những cái loạt dĩa mà Hiếu sưu tầm được của cô Năm Phỉ, cô Phùng Há, ví dụ như những cái tuồng như là Sĩ Dân Công Chúa, Tơ Vương Đến Thác, hoặc là những cái tuồng như là Giọt Máu Chung Tình, tức là Võ Nông Sơn Bạch Thu Hà đó, của cô Phùng Há hát đó, hoặc là Máu Nhuộm Phượng Hoàng Cung, tức là những cái tuồng mà nổi tiếng, rất rất nổi tiếng của thế hệ tiền phong hát, thì những cái đó thì Hiếu trả giá cũng nhiều, nhưng mà mình thấy cũng đáng gì. Thì mấy này đối với nó vô giá mà mình mang được về để trong nhà thì vui.